trên khi mà nó có single line á. Cái này là cái con đường line mà nó chưa vẽ single line, thì khi nào mà có single line nó sẽ thể hiện trên này. Sau đó mình có thể dùng nó lên xuống này, chọn thiết bị và điều khiển, chọn nếu muốn điều khiển thì chọn chế độ local nó đây. Ở dưới đây là xem mấy thông số đo lường, thì đo lường thì mình cũng giống như kia thôi, mình đứng lúc vào thì nó sẽ có là analog primary, tức là ngừng giá trị đo lường sơ cấp, primary là thứ cấp, primary là sơ sẽ còn là thứ. Xem thì mình vào cái TRM40 á, nó hiển thị là cái khối logic ở trong con là đây đây là cái giá trị của nó, là 1, là 2, là 3 này. Giá trị độ góc pha, rồi giá trị góc pha, tức thời còn trên sàn Tết thì nó không có gì đâu. Ở này là primary, secondary chứ. Cái min value này là nó ghi lại cái milliampere module là cái giá trị cái module mà lấy cái analog input á, lấy dòng mà để cái việc là mình giống như là điều nấc mấy ngắn thì nó có cái chuyển đổi nấc thành milliampere, lấy vào để xem được cái nấc cái này kiểu nó ứng dụng kiểu vậy. Cái này là module cho milliampere, ở đây nó không có sử dụng nó hiện not used. Còn cái đó thì cái này mình không để ý lắm. Yeah.
event thì mình vào mình có thể xem cái event, tất cả event của nó. Thì thay đổi về input output thì nó cũng hiện ra event, và đóng cắt máy cắt nó cũng hiện ra event, chip nó cũng hiện ra event. Thì tất cả mọi thứ mà con người làm, nghĩa là nó có thay đổi trạng thái hoặc là nó hoạt động thì nó sẽ hiện ra event. Kể cả cái việc mà anh tắt nguồn mở nguồn cũng hiện ra event. Rồi cái thông tin lưu trữ nó khoảng bao nhiêu event? Đó là cái con mà sau 20 sau 15 á, còn con này cũng rất có nhiều hơn, tại vì con này là cái anh qua nó chắc là đây là phần disturbance bị cọt. Disturbance bị cọt thì mình có thể xem được cái bản ghi sự cố á. Ở đây là nó hiện ngày giờ cho mình nè. Thì mình vào cái ngày giờ mà xảy ra sự cố đó mình xem thôi. Ở đây nó có general. General thì mình cũng vào để mình xem. Ở đây là nó ghi được cái thời gian trước khi xảy ra sự cố là 24 giây, thời gian sau sự cố là 0.2 giây, và cái chiếc xe nào là nó ghi cái nào chiếc. Cái này là thời gian tổng thời gian mà nó bị sự cố, đây là 24 giây. Còn đây là refound, đây là post-found là sau sự cố, refound là trước sự cố. Còn cái này là cái thời gian mà nó chiếc đây, đúng thời điểm mà nó chiếc đây. Quay đâu rồi Phúc? Thấy đâu rồi Phúc? Dạ không thấy đi. Cái màn hình rồi len nó bị phản quang. Dạ đi. Số mà nó phản quang thì cái này thì nó cũng xem là cái sao á, thì pha nó mà chiếc sự cố nó là bao nhiêu, thời điểm sự cố nó là bao nhiêu, cái hàng đọc pha nhìn độ lớn này đọc pha channel 2 tức là channel 1, tức là ví dụ anh nói về IA đi, channel 2 là IB, channel 3 là IC kiểu vậy. Thì anh xem được cái thời điểm sao nè, sao mắt tức là độ lớn dọc trong thời điểm xảy ra sự cố mà đọc pha. Ở đằng sau nó có đơn vị á, thì anh xem là cái nào là vôn, cái nào là kilovôn, cái nào là ampere, thì biết được cái nào là dòng, cái nào là áp. Lấy một người ta này thì lúc được hỏi người ta làm để người phim thôi. Ủa ở nhà nước còn phải lấy. Ừ. Thank you.
Ừ. Đưa vô nó phản lại điện thoại. Cái này nó cũ quá, nó nhè nhè quá mà. Anh tháo chiếu rồi mới chiếu nó còn mờ. Cái này là nó hiện ra cái điểm sự cố. Ví dụ con này là có chức năng 21 nè. Vâng. Nó hiển thị cho nó tính toán theo tổng trở thì nó sẽ hiện ra cái điểm sự cố mà cách khoảng bao nhiêu km này kia. Thì nó sẽ đúng rồi, em không biết là nó hiện ra km hay là đây nè, quên gì quên. Không có học được đâu, nãy học đã bị học. Quy lại. Cũng vẫn không biết cách nhau thôi. Bữa nay tôi quay lại cái màn hình điện thoại của ông, không thể quay được cái màn hình kia đâu. Điên thiệt chứ. Đồng hồ thời gian thì mình không quan tâm, tại vì nó sẽ có cái đồng hồ thời gian từ hệ thống. Nếu mà một khi mà nó enable chức năng mà đồng hồ thời gian á, là anh không có thể không thể chỉnh cái ngày được. Nó sẽ theo cái ngày của hệ thống. Mặc dù anh có chỉnh á, xong nó cũng sai lại, nó cũng theo cái ngày. Rồi, đó là time general setting. Cái này là cái cạc giao tiếp. Đây mình có thể là xem cái IP của nó nè, report from bot là cổng trước này nè, report là cổng sau. Thank you.
primary nè. Ở đây mình chỉnh tỷ số CTVT nha. CT primary, rồi CT secondary. Để chỉnh 3 pha giống nhau nè, đều 601 nè. 601 nè, thấy không? Còn cái này là phía, có thể là phía cái đọc khác chẳng hạn, nó ra 3501. Đây là chỉnh tỷ số CTVT.